Thì có một vài câu hỏi liên quan đến joint venture và em nghĩ là cái câu hỏi những câu hỏi này sẽ rất là tốt cho anh Hoàng và anh Ngưng trả lời. Thì nhiều bạn thắc mắc không hiểu là tại sao lại có sự xuất hiện của joint venture ở thời điểm này. Joint venture có mối liên hệ như thế nào đối với challenge? Thì biết là anh Ngưng có thể giới thiệu sơ qua ý nghĩa của joint venture và sự hình thành của nó được không ạ? Vâng, thứ nhất thì mình xin phép kia lại một chút là tên của nó là Gióng Venture Oh, và gióng nó venture. đúng rồi thì cái câu chuyện nó đúng như là cái rất của mình ấy. Đây là còn mất 3 năm thôi để lớn lên ấy. Đấy, và lớn lên nhờ cơm gạo của cộng đồng. Đấy thì ở đây cái khía cạnh của nó cũng là như vậy, và các startup của chúng ta cũng chính là những người anh hùng đúng không ạ, đến gọi là chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Đấy thì để mà làm được cái việc đấy thì trong thời gian ngắn ấy thì lại cần cái nguồn lực rất lớn từ phía cộng đồng và những nhà đầu tư. Thì sau mấy năm hoạt động ấy thì Vietchallenge cũng đã nâng cấp cái cổng nộp hồ sơ của cuộc thi lên thành một cái website riêng có địa chỉ Hình như là mình đã bị mất tín hiệu từ phía anh, từ phía à, Ngưng. có lẽ là vì đây là anh Hưng lên rồi. Chắc là mất tín hiệu. Thì mình xin phép pick up từ đoạn lúc nãy. Tức là đây mục tiêu của chúng ta là thu hút được nguồn vốn quốc tế và trong nước cho các startup. Thì chúng ta có thể lên ví dụ nhà đầu tư cá nhân hoặc là các quỹ đầu tư có thể lên trên cái nền tảng này để chúng ta xem hồ sơ của các startup bao gồm khoảng độ 20-30 cái trường thông tin, trong đó có bao gồm pitch deck và cũng có một cái đoạn video clip ngắn để mô tả gần như là elevator speech, là pitch của một cái startup, họ làm về lĩnh vực gì cũng như là quy mô ra sao, có những founder như thế nào, hiện nay đang tìm nguồn vốn đầu tư là bao nhiêu. Thì những tin như sẽ tiết kiệm ra phía nhà đầu tư cũng như là chuẩn hóa được tất cả các thông tin của các startup hiện đang nộp hồ sơ vào cho cuộc thi Vietchallenge cũng như là các đội thi khác, các startup khác mà ví dụ như là có scale trên khoảng một vài triệu đô la Mỹ mà không được phép tham gia cuộc thi thì vẫn được nộp hồ sơ và trong dòng ventures để chúng ta có thể tiếp cận các nhà đầu tư. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng đây sẽ là một cái cổng thông tin startup tập trung của Việt Nam. Và cũng sẽ có sự liên thông về mặt dữ liệu với các cơ quan chức năng của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Khoa Công nghệ và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có những động tác để nộp những cái hồ sơ tới Bộ Tài Startup dành cho founder của người Việt ở trên tất cả các nước trên thế giới. Và rất là hy vọng rằng là cũng các đơn vị và bao gồm Ủy ban chứng khoán cũng sẽ cân nhắc cái đề xuất này của Vietchallenge và dòng venture. Xin Cảm lỗi, ơn có những lẽ thông lúc tin nãy hình đã như là chia anh Hưng bị missing một số đoạn thông tin do cái tín hiệu đường truyền. Thì mình xin bổ sung thêm một số cái đoạn mà lúc nãy bị missing. Thứ nhất thì là dòng venture thì là cái là được lấy cảm hứng từ là Thánh Gióng. Là một cái vị anh hùng trong truyền thuyết của người Việt. Thì Thánh Gióng nó là một Thánh Gióng là một vị thần, vị huyền thoại biểu tượng cho cái sự đóng góp của cộng đồng. Như chúng ta biết là khi mà giặc Ân đến xâm lược Việt Nam thì Thánh Gióng nhận được nguồn lực hỗ trợ từ chính những người dân làng, chứ không phải là từ vua, tức không phải từ những cái người quyền lực khác mà chính là từ những người dân làng để góp gạo góp cà để Thánh Gióng trưởng thành và thực hiện một cái nghĩa vụ và một cái đóng góp rất lớn cho Tổ quốc, đấy là bảo vệ cho Tổ quốc. Thì cái tên Thánh Gióng thì cũng là được lấy cảm hứng từ cái truyền thuyết đó. Chúng ta hy vọng là sẽ dùng cái sức mạnh và cái nguồn lực của cộng đồng để đưa startup Việt ngày càng bay cao, bay xa.